loa, Trung Thu ngày hội đó chị Hằng Nga cùng với chúng ta cuối ca mừng hội. Kính thưa quý vị, xin chào đón quý vị đang đến với một vùng đất rất tuyệt vời trong tối nay. Và MC Hoài Rapper ngày hôm nay sẽ là chú cuội. Mình là thành viên của gia đình Quân Siêu Phạm thì đưa tay cao lên nào. Cao lên, đúng rồi. Khi chú cuội nói em yêu, tất cả mọi người nói cool thật lớn nha. Để chúng ta đón chào sự duyệt đặc biệt tiếp theo. Chuẩn bị, em yêu. Em yêu. Em yêu. Em yêu cool mà sao con nói em yêu mẹ. À, cũng được, ngoan đó. Mẹ rất vui vì điều này. Cảm ơn con gái. Đã có chú cuội xuất hiện thì mình còn thiếu ai nữa các bạn? Đúng rồi, vỗ tay cho bạn nhỏ nào. Và bây giờ hãy chờ đón sự xuất hiện của chị Hằng. Vỗ tay cho chị Hằng, vỗ tay cho chị Hằng. Wow, chú cuội ơi, chú cuội ơi. Dạ. Ngoài kia chơi vui quá trời luôn. Mắt đi chơi chị đang hơi trễ, xin lỗi mọi người nha. Hello các bạn nhỏ. Và kính thưa quý vị, ca sĩ Emma Nhớ Khanh ngày hôm nay sẽ vào vai chị Hằng xinh đẹp và hãy truyền đến cho tất cả những bạn nhỏ những thông điệp thật là ý nghĩa cùng với Cung Cun vui hội trên đầm nha. Yeah. Đưa tay cao lên nào. Rất sắc quá. Cảm xúc của anh ngày hôm nay như thế nào khi gặp gỡ tất cả mọi người ạ? Rất là vui ạ. Tuyệt vời. Chú cuội nói Trung Thu, tất cả chúng ta nói cool thật lớn nha. Trung Thu. Trung Thu. Trung Thu. Dễ thương quá.